truyền thống lâu đời của đất nước mặt trời mọc. Đó là những cách làm du lịch hiệu quả và phát huy những giá trị còn tiềm ẩn. Chương trình Nhật Bản đồng hành hôm nay sẽ giới thiệu cùng quý vị khán giả những kinh nghiệm hay này. Xin chào các quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Nhật Bản đồng hành. Quý vị và các bạn thân mến, du lịch giờ đây đã trở thành một lĩnh vực được các quốc gia hết sức quan tâm. Đối với Việt Nam, với lợi thế là một quốc gia có nhiều danh lam thắng cảnh cũng như lịch sử văn hóa độc đáo, thì đây chính là một trong những điều kiện khiến cho chúng ta có thể phát triển các hoạt động du lịch. Nhưng làm thế nào để các hoạt động du lịch gắn liền với việc quảng bá văn hóa và để lại dấu ấn cho du khách là điều mà nhiều các hãng du lịch quan tâm. Đó cũng sẽ là chủ đề mà chúng ta cùng trao đổi ngày hôm nay với sự đồng hành của vị khách mời, anh Phạm Văn Hà, Phó Giám đốc Công ty Du thuyền Baya. Nhưng trước khi chúng ta cùng đến với phần trao đổi với anh Hà, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi một phóng sự của chương trình. Ninja Nhật Bản là nhân vật nổi tiếng trên thế giới. Đó là những người hoạt động bí mật vào thế kỷ 14. Họ được luyện võ thuật rất bài bản và chuyên phục vụ cho các lãnh chúa. Ninja có những bước chạy rất nhanh và nhịp nhàng trên chiến trường, sử dụng kiếm để chiến đấu với kẻ thù. Động tác chân của họ rất uyển chuyển. Ninja từng là người anh hùng trong thời chiến ở Nhật Bản. Tôi thuộc thế hệ thứ 8 của Kataro Fuma, nhân vật đại diện cho ninja Nhật Bản. Hiện nay tôi có nhiệm vụ đón tiếp khách du lịch đến với lâu đài Odawara.